Nga đang phản công mạnh tại Kursk Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chiến trường Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra rất căng thẳng, nhất là việc Ukraine âm thầm tiến vào Kursk tạo bất ngờ cho Nga. Ngược lại thì Moscow cũng đang tạo một cú sốc lớn cho Kiev khi dồn dập tấn công vào trò lửa Donbass. Trong tình hình căng thẳng này, thì Ukraine đã đưa ra một lý do rất thuyết phục cho việc đánh cướp. Vậy thì lý do đó là gì? Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời. Nga tấn công dồn dập vào trào lửa Donbass Vào hôm ngày 13 tháng 8, trong 24 giờ qua, lực lượng Nga đã gia tăng các cuộc tấn công như mưa vào vùng Borovsky tại miền đông Ukraine. Hiện thì cuộc giao tranh ở khu vực Donbass đang trở nên rất căng thẳng, trong bối cảnh mà Ukraine bất ngờ tấn công xuyên biên giới vào khu vực cướp của Nga. Các nhà phân tích quân sự cho rằng, mục đích của họ là nhằm nỗ lực chuyển hướng quân đội Nga ra khỏi các cuộc giao tranh tại chiến trường Donbass. Tuy nhiên, xét một cách bao quát, thì đến thời điểm hiện tại, có lẽ Ukraine vẫn chưa thể đạt được mục đích của mình, vì Nga chưa có ý định điều lực lượng từ miền Đông để bảo vệ Kursk. Về phía Nga, chắc hẳn là họ cũng dự đoán được rằng Ukraine sẽ khó có đủ năng lực tiếp tế hậu cần để có thể tiến sâu hơn vào lãnh thổ của Nga. Bởi Kiev là bên chủ động tấn công nên họ đã chuẩn bị nguồn nhân lực, vật lực tương đối lớn tại khu vực này. Do đó, việc có thể duy trì đa tiến hay không vẫn là câu hỏi. Để bảo vệ Kursk, Nga sẽ điều binh từ mặt trận Kharkov và các đơn vị khác để tăng viện. Trong khi đó, tại Borovsky, Nga vẫn duy trì lực lượng và dồn lực tấn công để áp đảo đối phương. Phản công mạnh mẽ tại khu vực Kursk của lực lượng Nga Theo tờ The Daily Star, vào ngày 13 tháng 8, Nga đã bắt đầu phản công tấn công lực lượng của Kiev ở vùng biên giới Kursk bằng các cuộc không kích, tên lửa và máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay ném bom Sukhoi Su-34 đã tấn công vào binh lính Ukraine tại khu vực này. Sau đó thì bộ binh cũng đã xông vào các vị trí tối quan trọng của quân đội Ukraine. Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Chechen Akmat đã cho biết rằng cuộc tấn công không kiểm soát của đối phương đã bị chúng tôi chặn đứng. Đối phương cho biết rằng cuộc tấn công chớp nhoáng mà họ lên kế hoạch đã dần thất bại. Trong một diễn biến liên quan khác, đại sứ Nga tại Đức Sergei Nachayev đã khẳng định cuộc đột kích của Ukraine không thể thay đổi cục diện chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow. Bàn về cuộc phản công của Nga, ông Helhi Tiki, Bộ Ngoại giao Ukraine đã khẳng định rằng Kiev không quan tâm đến việc kiểm soát lãnh thổ Kursk mà chỉ muốn bảo vệ cho người dân của mình. Ông đã giải thích thêm rằng Ukraina thực hiện cuộc tấn công vào Kursk là muốn Nga chuyển thêm các đơn vị đến khu vực Donetsk và làm bất ổn trong công tác hậu cần của Nga. Ông nói rằng lực lượng vũ trang Ukraina chỉ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự. Mục đích của hoạt động này là cứu mạng sống của người dân chúng tôi và bảo vệ lãnh thổ Ukraina khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Nga. Các nước phương Tây ủng hộ Ukraina vẫn khá thận trọng, không muốn xung đột giữa Nga và Ukraina lan rộng thành màn đối đầu trực tiếp giữa phương Tây và Nga. Vừa qua, thì tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tuyên bố không được cảnh báo trước về cuộc tấn công của Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin đã cáo buộc phương Tây sử dụng Ukraine cho cuộc chiến ủy nhiệm đối với Nga và vụ tràn qua biên giới vừa rồi là một nỗ lực phá hoại sự ổn định trong lòng nước Nga. Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga đã khẳng định Tổng thống Zelensky đã tiến hành những bước đi mạo hiểm có thể tạo nguy cơ leo thang căng thẳng vượt ra ngoài biên giới Ukraine. Robot và AI là chìa khóa để đánh bại phương Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Andriy Belosov cho biết rằng, việc phát triển trí tuệ nhân tạo, robot và máy bay không người lái là điều đảm bảo Moscow đối đầu phương Tây. Ông đề cập đến một cuộc tấn công mới nhất của Ukraine vào Kursk như một cuộc đối đầu vũ trang giữa Nga và phương Tây. Ông Belosov đã nêu ra một số điều kiện đồng thời để chiến thắng trong các cuộc xung đột quân sự hiện tại. Ngoài vũ khí tiên tiến và đào tạo nhân sự một cách bài bản thì tầm quan trọng của việc quản lý và sáng tạo các chiến thuật mới, kết hợp máy bay không người lái cùng hệ thống robot là không thể tách rời. Ông cũng phát biểu trong lễ khai mạc diễn đàn quân sự hàng đầu của Nga Ami 2024, rằng chỉ có cách tiếp cận toàn diện này mới mang lại lợi thế đầy đủ trước kẻ thù. Bên cạnh đó thì ông cũng nhắc lại lập trường của Điện Kremlin rằng Nga tấn công Ukraine vào năm 2022 là để ngăn chặn mong muốn duy trì sự thống trị của phương Tây, cũng như là ngăn chặn việc xây dựng một trật tự thế giới đạt cực mới. Hoa Kỳ phê duyệt gói vũ khí trị giá gần 20 tỷ đô la cho Israel Theo hãng tin AP đưa tin, ngày hôm qua, thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chấp thuận việc bán vũ khí trị giá 20 tỷ đô la cho Israel. Nó bao gồm chiến đấu cơ F-15 và nhiều máy bay chiến đấu cũng như tên lửa không đối không tiên tiến. tiến. Trong đó thì các chiến đấu cơ F-15 sẽ mất nhiều năm để sản xuất và giao hàng. Ông Blinken cho biết, vũ khí không được mong đợi sẽ đến Israel trong thời gian sớm nhất. Chúng là những hợp đồng dài hạn và sẽ mất nhiều năm để chuyển giao dần. Phần lớn những gì đang được bán là để giúp Israel tăng cường năng lực quân sự của mình. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn luôn tiếp tục ủng hộ đồng minh Israel trong bối cảnh giao tranh tại khu vực Trung Đông đang gia tăng. Cùng với việc chấp thuận cung cấp vũ khí cho Israel, thì Washington cũng đã cố gắng để sắp xếp một thỏa thuận ngừng bắn tại giải Gaza nhằm ngăn chặn một cuộc chiến rộng lớn hơn có thể diễn ra tại Trung Đông. Cũng trong ngày 13 tháng 8, khi phóng viên hỏi rằng Iran sẽ không trả đũa Israel nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza phải không, thì ông Joe Biden đã trả lời rằng đó cũng là kỳ vọng của tôi. Trước đó, thì ba quan chức cấp cao của Iran cho biết một thỏa thuận ngừng bắn tại giải Gaza từ các cuộc đàm phán có thể diễn ra trong tuần này có khả năng sẽ ngăn Iran trả đũa trực tiếp Israel. Trung Đông, bên bờ vực chiến tranh, Iran sẽ tấn công Israel. Sau khi thủ lĩnh Hamas, ông Ismail Haniyeh bị ám sát, thì Iran và đồng minh Hezbollah đã thề là sẽ trả đũa Israel. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có cuộc tấn công nào xảy ra. Theo các chuyên gia quân sự, hiện Tehran đang trì hoãn một cuộc tấn công do lo lắng đồng minh của Israel là Mỹ sẽ tập hợp một lực lượng hải quân lớn mạnh tại Trung Đông. Điều này không chỉ có thể giúp Israel đẩy lùi cuộc tấn công của Iran như hồi tháng 4, mà còn tăng cường khả năng tấn công Iran và Hezbollah tại Liban. Đây là lý do mà Iran đã nhiều lần trì hoãn. Bên đây thì Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điều tàu sân bay USS Abraham Lincoln thứ hai từ Thái Bình Dương tới Trung Đông, đồng thời cử tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường USS Georgia tới khu vực. Đây là chiếc tàu ngầm rất đáng cơm, nó được chạy bằng năng lượng hạt nhân và được trang bị 150 tên lửa hành trình Tomahawk. Trong khi tên lửa Lincoln mang theo máy bay tàng hình F-35 thế hệ mới nhất, có khả năng tấn công tầm xa. Như vậy, nó không chỉ giúp Israel tăng khả năng phòng thủ mà còn tăng khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ của Iran. Thật ra thì chính quyền Biden hiện tại không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh lớn tại Trung Đông, bởi vì đảng dân chủ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử ứng cử viên tổng thống là bà Kamala Harris. Họ đang làm mọi cách à, để làm sao cho hình tượng của bà Hadid đẹp trong mắt các cử tri Mỹ. Khi một cuộc chiến nổ ra thì sẽ kéo theo giá xăng dầu tăng vọt tại Mỹ. Và hậu quả là làm suy thoái kinh tế và suy yếu vị thế của các đảng viên, đảng dân chủ cầm quyền. Căn cứ không quân Mỹ tại Syria tiếp tục bị tấn công Theo tờ Time of Israel đã đưa tin, đã xảy ra một cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân Hoa Kỳ tại mò khí đốt Konoko tại tỉnh Deir của Syria. Nhà máy này hiện là nơi các lực lượng Mỹ sử dụng làm căn cứ. Vụ nổ đã kích hoạt hệ thống báo động. Được biết vụ tấn công trên là do nhóm phiến quân thân Iran thực hiện. Sau cuộc tấn công, lực lượng dân chủ Syria tập hợp người Kurd tại Syria được Mỹ hậu thuẫn đã tiến hành đát trả vào nhóm phiến quân có liên quan với Iran tại phía tây của tỉnh này. Lực lượng dân chủ Syria đã sử dụng súng máy hạng nặng để tấn công nhóm phiến quân. Hiện thì chưa có báo cáo về thương vong trong các cuộc giao tranh. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên căn cứ Mỹ tại Syria bị tấn công. Kể từ tháng 10 năm ngoái, các căn cứ tương tự đã bị lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn tấn công, tổng cộng là 135 lần. Trong đó có hơn 40 cuộc tấn công nhắm căn cứ của Mỹ tại nhà máy khí đốt Conoco. Châu Phi tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với virus đậu mùa khỉ Cơ quan y tế công cộng hàng đầu của châu Phi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào hôm thứ Ba về sự bùng phát đậu mùa khỉ đã lan rộng ở nhiều quốc gia. Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi, Jean Kasheya, nói trong một cuộc họp báo rằng hôm nay chúng tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ có thể bùng phát trên lục địa của chúng ta. Chúng ta nên chuẩn bị nguồn lực và hành động dứt khoát để chống lại điều này. Kasheya cho biết trong một cuộc họp báo rằng lục địa này cần hơn 10 triệu liều vaccine, nhưng hiện tại chỉ có 200.000 liều có sẵn. Đồng thời, ông cũng hứa rằng CDC châu Phi sẽ làm việc để nhanh chóng tăng nguồn cung cho lục địa này. Cơ quan y tế địa phương cho biết đã có hơn 15.000 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ và 461 trường hợp tử vong đã được báo cáo trên lục địa này trong năm nay, tăng khoảng 160% so với cùng kỳ của năm ngoái. Tổng cộng có 18 quốc gia đã báo cáo các trường hợp bị nhiễm bệnh. Bệnh đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu ở các vùng của châu Phi, trong nhiều thập kỷ sau khi nó được phát hiện lần đầu tiên ở người tại Cộng hòa Congo vào năm 1970. Các dấu hiệu và triệu chứng của người nhiễm bệnh bao gồm thân thể phát ban ở các bộ phận như là tay, ngực, mặt, cũng như là các triệu chứng như là sốt, mệt mỏi, ớn lạnh và ngạt mũi. Vào đầu tuần này thì tổ chức y tế thế giới về WHO cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào đầu thứ tư để xác định xem có nên đưa ra tuyên bố về việc liệu bệnh đầu mùa khỉ có nên được coi là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm hay không. Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm là báo động cao nhất của WHO và cho phép cơ quan Liên Hợp Quốc này sử dụng các phản ứng khẩn cấp theo các quy định của Y tế Thế giới. Thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!